Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây, kênh chia sẻ kinh nghiệm quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ nha các bạn. Thì tiếp tục chuỗi series quản trị hệ thống email Microsoft Exchange Server 2016, 2019, 2003, 4, 5, 1A. Rồi, thì hôm trước admin đã chia sẻ với các bạn cái cấu hình CA local rồi. Thì hôm nay admin cũng sẽ làm cái lab nhỏ nhỏ, gọi là giới thiệu cho các bạn cái cấu hình SSL gọi là miễn phí, free dành cho Exchange. Thì mình sẽ chia sẻ cái công cụ để cho các bạn có thể làm lab. Rồi, nội dung như thường lệ, Phương Nguyễn chia sẻ về nội dung. Thứ nhất là giới thiệu về cái gọi là cái phần mềm Certified the Web, tính năng Certified, cơ chế, rồi cái lab là cài đặt nó trên cái server Exchange và các cái cấu hình Request SSL, rồi cấu hình SSL dành cho Exchange. Đó, thì nói lại, đây là cái CA dành cho miễn phí đó, chúng ta có thể sử dụng. Rồi, giới thiệu cái certificate, nó là thực ra nó là một cái chương trình để quản lý chứng chỉ số miễn phí dành cho Windows và các dịch vụ khác đi kèm trên nền tảng của Windows Server nha các bạn. Và đó là the certificate.web.com. cái bản chất certificate.web.com á thì nó là một cái nhánh được phát triển bởi cái hỗ trợ bởi Less and Rip. Đó, Less and Rip là cái tổ chức miễn phí là cái phát triển CA miễn phí dành cho những cái nền tảng web. Rồi từ cái chỗ này đó, cái tổ chức phi lợi nhuận đó các bạn, thì họ sẽ có những cái công cụ, những cái tổ chức thứ ba, ví dụ như là họ viết trên nền tảng web Linux, thì họ viết ra những cái Linux thì có những cái gọi là support, viết ra những cái công cụ chúng ta sẽ cài tự động ở trên cái Linux, ví dụ dành cho CentOS, dành cho Ubuntu, nó sẽ chạy nền trên cái chỗ đó và chúng ta sẽ xin CA. Thì cái bài đó Phương Nguyễn đã chia sẻ cho các bạn rồi, trong cái bài là hướng dẫn cấu hình là chứng chỉ số Less and Read miễn phí ha, tích hợp trên cái bài web. Thì hôm nay Phương Nguyễn chia sẻ cho bạn một cái công cụ khác nữa, tức là cái thằng là Certify the Web. Nó là một cái application chạy trên Windows, cái kia là chạy trên web. Thì mục tiêu của mình là nó phải cài đặt được trên Windows, và cái thằng này là nó dựa trên cái tính năng miễn phí trong vòng 90 ngày, cái hạn Less and Read là 90 ngày nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu nó như thế nào. Thứ nhất, các tính năng của server web nó là gì? Nó thiết lập cách dễ dàng, đó là mình đã phải SSL có thể cài trên được Windows hỗ trợ. Các cái chứng chỉ đơn giản yêu cầu ủy quyền triển khai một cách dài hạn tự động, có nghĩa là renew tự động luôn. Ở bên kia nó cũng làm tự động. Rồi các ý tưởng này nó sẽ phát triển trên máy chủ, nó chạy trên dịch vụ của SSH của Windows, nhưng có thể chúng ta xuất ra nó sẽ cài những ứng dụng khác của Windows và có thể quản lý được một vài ngàn chứng chỉ. Rồi thứ năm là chúng ta có thể xem được cái flowchart, cái quy trình yêu cầu chứng chỉ và các bước triển khai cũng như các kế hoạch của nó, tạo chứng chỉ cho một tên miền hoặc là nhiều tên miền hoặc là các chứng chỉ đại diện đó. Thì cái trở lại cái nhu cầu qua trên chúng ta là chúng ta có ba cái domain đó, ít nhất là cái domain hôm trước là phuongnguyen.com, phuongnguyenblog.com và mail.phuongnguyenblog.com và autodiscover.phuongnguyen.blog.com. thì nó sẽ có cái ý cuối cùng á, là tạo chứng chỉ cho SRN đó, tức là mình sẽ coi cái này nó có tính năng đó thì mình sẽ áp dụng. Một là nó có là co domain là có SRN, như vậy các ứng dụng của này là sử dụng dịch vụ web, dịch vụ mail exchange, dịch vụ AR, thì một desktop. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái cơ chế vận hành của nó. Thứ nhất là theo cái hình các bạn cũng nhìn thấy đúng không, thì cái đầu tiên của nó gọi là AMCE, Certificate Authorized. Thì cái này á là nó gọi là cái gọi là giao thức luôn các bạn, nó gọi là Automation Certificate Management Environment, tức là một cái chuẩn của certificate để cấp phát một cách là quản lý tự động mà được cái tổ chức root. Ở trên đây là root, chúng ta sẽ có hai thằng, ít nhất là hai thằng, đó là REST and RIP hoặc là bypass go customer, có thể custom á, có thể là một thằng nữa là zero SSL, tức là một trong những cái số những cái tổ chức cấp phát gọi là root CA miễn phí đó. Thì hôm nay Phương Nguyễn chỉ chia sẻ cái miễn phí thôi, còn cái này nó sẽ tương đương với những cái root chứng chỉ mà chúng ta mua, bỏ tiền ra chúng ta mua hàng tháng, hàng năm đó. Thì có những ông như Commodore nè, Verify nè, Global Sign nè, rồi Symantec vân vân. Đó là những cái chứng chỉ số tổ chức root chúng ta để cấp chứng chỉ cho chúng ta sử dụng thì chúng ta phải bỏ tiền, còn này là chúng ta miễn phí nha các bạn. Rồi thì cái đó chính là cái là root CA chúng ta. Ở cái cấp ở dưới nó gọi là cái ứng dụng là Certified the Web. Thì bản chất Certified the Web nó là một cái application chạy được cài trên cái Windows Server chúng ta, nó running Civic background đúng không, và ở đây nó sẽ chạy những cái cấu hình chút phải lắm mình sẽ chia sẻ các bạn.
Rồi ở phía dưới á, là các dịch vụ chúng ta sử dụng, ví dụ như web, mail, remote access hoặc là HTTP, SSH và khác đi. Thì cái remote này á, thì nó chứng chỉ số đây request ở mức độ gọi là DV, có nghĩa là chúng ta sẽ nó xác thực cho chúng ta ở mức độ là domain validation. Còn những các bạn nào mà cần mức cao hơn, ví dụ như organize validation hoặc là extend validation, chúng ta nên mua, bỏ tiền chúng ta mua, thì cái này là mình chia sẻ cho các bạn cái service miễn phí thôi. Rồi những có phí thì chúng ta sẽ ưu tiên nhiều cao hơn. Rồi đó là cái cơ chế ví dụ. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái tiếp tục nội dung, giới thiệu sơ thôi. Bây giờ cái quan trọng nè, chúng ta sẽ tới phần lab. Rồi chúng ta sẽ tới phần lab nha, cài đặt. Rồi ở đây chúng ta sẽ log vào. Thì đây nè, đây là cái trang web của Certify nè các bạn không? Nãy anh Ninh cũng giới thiệu là nói những cái ý rồi, mình sẽ tóm tắt lại chia sẻ các bạn. Rồi ở đây chúng ta sẽ vào web, chúng ta sẽ gõ certifytheweb.com tại giao diện đây, chúng ta sẽ click vào download không? Đó, để cho nhanh thì đây mình đã download rồi nha các bạn. Thì cái phần này clip nè, đây là một cái tổ chức phi lợi nhuận các bạn, nó sẽ của cái tổ chức là Internet Secure Research Group nè. Đó, đây là cái tổ chức, là cái phần group lúc nãy mình chia sẻ với các bạn đó. Thì những cái to, những cái thằng third party á, nó sẽ viết một ứng dụng để nó hỗ trợ cái việc gia hạn tự động, cấp thôi tự động là như vậy. Rồi ở đây chúng ta sẽ tiến hành cài đặt, sẽ setup luôn nha. Cài đặt, cái này là cài đặt ở trên cái con exchange. Hôm bữa trước là admin hướng dẫn cho các bạn cài một cái CA local rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái công đoạn là cần phải làm cái CA gọi là internet, người ta phải trust. Mà hôm nay là trust cho miễn phí, được thời hạn là 3 tháng nha các bạn. Cái công cụ này giúp chúng ta là quản lý một cách tự động luôn, và nó tự động gia hạn cho chúng ta luôn. Nó cũng rất là tiện lợi. Các bạn nào có thể xài dùng trường hợp mà kinh phí hạn hẹp á, thì chúng ta có thể mua, có thể là cài ứng dụng này cho chúng ta dùng. Ở đây chạy bằng web cũng được luôn, ngoài cái việc. Rồi chúng ta click và chúng ta run luôn. Rồi chúng ta sẽ trở lại vấn đề là cài đặt xong. Bước thứ ba là cài đặt xong, cấu hình request. Rồi sau khi cài xong, chúng ta sẽ chạy lên. Đó, đây là cái giao diện chính của Certify, các bạn nhìn thấy. Thì Certify lúc nãy admin cũng nói rồi, nó sẽ sử dụng cái ICM Encrypt Certificate. Nè, lúc ở trên này nó sẽ có Less Encrypt, Bypass Go và Zero SSL. Rồi, ở chỗ này là nói là xác nhận là nó dùng cái time zone này để nó check thời gian, để nó verify cái CA mình thôi. Rồi, tại đây chúng ta sẽ click vào New Certificate. Đó, thì nó lại cái việc exchange hôm bữa trước, chúng ta quay lại đây server. Hôm bữa trước cái CA này của admin đã xin rồi nào. Hồi trước mình sẽ làm một cái động tác là gen cái CSR ở từ cái trên cái bản chất của exchange. Thì CSR nó sẽ chứa một cái chứa thông tin của business, bao gồm surname, name, domain, rồi SSL các kiểu, gồm ba cái domain của chúng ta, có thể khai báo là công ty gì đó. Rồi nó chứa thông tin về các cái chiều dài hoặc loại mã hóa, ví dụ RDF2 chiều dài là 248 key, đúng không? Thì bây giờ trên đây mình sẽ làm tự động một cách ở trên cái phần mềm này luôn. Rồi chúng ta sẽ click vào new. Ở đây chúng ta sẽ new certificate. Đó, đây có thể đặt tên, hoặc ở cái chỗ này chính là cái IIS, nó sẽ load cái IIS server của exchange chúng ta lên. Thì ở đây IIS server exchange chúng ta sẽ có là cái default website và cái backend, exchange backend. Ở đây nè các bạn thấy không? Thì nó có hai cái nè, thì vào đây chơi. Thì chúng ta sẽ chọn vào cái default IIS. Được chưa? Rồi tại đây chúng ta sẽ click vào cái nhóm này. Rồi cái domain chúng ta cần, ví dụ ở đây sẽ gõ là phuongnguyenblog.com. Được chưa? Rồi ở đây hôm trước là mình cần ba domain đúng không? Rồi thì mình sẽ gõ vào mail.phuongnguyenblog.com. Rồi chúng ta add vào rồi nha, mình gọi đây cho đi. Rồi cái này là được hai domain rồi. Rồi domain thứ ba là autodiscover.com, được chưa? Domain thứ ba. Bây giờ các bạn obk gì đó thì các bạn có thể tạo thêm blog.com. Được chưa? Đã add vào rồi, vậy được rồi. Thì tại đây á, nó hỏi mình, nó mình giấu sách grammar á. Cái grammar chính là cái component của chúng ta khi nó xuất hiện lên. Rồi tại đây
Rồi các bạn nhìn thấy có cái đáp không? Là authorize nè, giải thích thêm. Cái domain authorize thì lúc nãy admin có hướng dẫn á, là cái này nó sẽ chứng thực ở mức domain valid. Có nghĩa là nó sẽ chứng thực domain valid. Thì cái cơ chế chứng thực này nó sẽ dùng hai cái. Một là cái dùng cái HTTP, có nghĩa là sẽ dùng một cái web và nó sẽ đẩy một cái browser, nó sẽ kiểm tra cái domain này nó phải chứng thực đúng và cái IP public chúng ta nha các bạn. Tại vì cái này nó tổ chức bên ngoài là cái auto, nó sẽ dùng cái AMCE lúc nãy nó sẽ kiểm tra. Và cái này nó sẽ có một là cái HTTP, là nó sẽ đẩy web, nó sẽ kiểm tra từng cái domain đó, web đó nó phải có, web service nó phải có. Thứ hai là chúng ta phải dùng DNS của tụi của nhà cung cấp đó luôn. Nhưng mà ở đây mình hướng dẫn là xài cái web nha các bạn. Rồi. Rồi tại đây chúng ta sẽ click vào cái nút test, tức là chúng ta sẽ kiểm tra những cái web này nó có ok không. Chúng ta mới tiếp tục nữa. Thì khi mà click á, nó sẽ kiểm tra từng cái domain chúng ta, là Phương Nguyễn là web nè, mail đó. Rồi ở đây các bạn cũng thấy không, nó verify nè. Cơ bản về bản chất á, nó sẽ tạo một cái thư mục well-known.mmce.config.check.check. Đó, thì tại đây nó sẽ kiểm tra và nó đẩy vô cái root chúng ta nè. Và bản chất này là nó có web thật nha các bạn. Rồi, ok. Thì tại đây chúng ta sẽ test thành công. Rồi, lưu ý đây mình sẽ có một cái chia sẻ nữa là cái Phương Nguyễn Blog này nè. Nó một số các bạn, công ty của các bạn á, thường website nó sẽ là một server khác, nó không phải là server của Exchange. Thì cách lắp của nó là mình tạm tại thời điểm mình xin CA á, thì mình sẽ chọn cái IP của web server về chính cái con Exchange luôn. Sau đó mình check cho nó verify xong, nó không có lỗi. Sau đó mình sẽ trả về, đó là cái cách mình xử lý nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiếp. Rồi sau khi nó thành công, chúng ta click vào một cái nút request thôi các bạn. Thì tại đây nó sẽ gửi thông tin certificate, nó tự động tạo GCR và tạo những cái khóa ngoại cho chúng ta luôn. Đó, chúng ta chỉ cần một lúc này thôi là xong nha các bạn. Và chúng ta sẽ có được cái chứng chỉ số luôn. Rồi, đây nè các bạn không? Automation Response Domain là nó sẽ lấy tất cả các cái thông tin nó gửi lên trên cái root là REST and RIP của mình đó, nó tự động nè các bạn thấy không? Rồi, như vậy là xong, chỉ cần bởi vậy nó automation rất là nhanh chóng cho các bạn thầy coi. Rồi, tại đây em sẽ quay về nè, đó. Đây là đã xong cái phần cấu hình một cách bằng dùng cái công cụ này gọi là Certified HTML, HTML General Management. Tại đây chúng ta nhìn thấy không? Hiện tại nó cấp ngày 12 tháng 6 rồi đến ngày 9, tức là nó hôm nay mình cấp nó tức một ngày. Thì 3 tháng sau là khoảng ngày 12 tháng 7. Đến ngày 10 tháng 9, tức là và lần đến ngày 12 tháng 7. À 3 tháng sau, đúng rồi, 3 tháng sau tức là ngày đây là ngày 12 tháng 6. Đúng rồi, 10, này là 10 tháng 9. Ở 3 tháng đúng rồi các bạn. Đó. Thì cái này mình là được 90 ngày mặc định. Rồi. Như vậy thì xong cái phần CA. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình tìm nó ở CA ở đâu. Thì các bạn đi coi CA, chúng ta click vào cái mục CA. Thì ở đây chúng ta click vào cái expand. À đây, action. Nó nằm ở action nha các bạn. Rồi để coi cái chứng chỉ số chúng ta thành công chưa, thì đây mình sẽ view certificate, chọn vào action, certificate, expand, action. Chọn view certificate. Đây là cái chứng chỉ số chúng ta, là nó cấp ngày 12 tháng 6 năm 2021 và hết hạn ngày 10 tháng 9, 3 tháng này các bạn. Rồi, đây là cái file chúng ta cần lưu nè, chính là cái file BSK, có nghĩa là file này là cái file mà nó chứa thông tin về chứng chỉ số chúng ta và bao gồm khóa riêng tư trong đây luôn, có nghĩa là khi mình cho xuất ra nó có các mật khẩu trong đây. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái bước tiếp là chúng ta sẽ cấu hình cái HTML này cho trên. Rồi để như vậy chúng ta sẽ vào trong cái server chúng ta nè. Rồi chúng ta sẽ refresh lại. Không? Thì cái CA chúng ta dùng cái certificate certify nó sẽ lên cho chúng ta luôn nè. Do chúng ta dùng cái ANS management của Exchange chúng ta sử dụng. Thì tại đây lúc nãy này không? Hôm cái bài lá hôm trước mình sẽ dùng local nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần là cấp size service cho nó chạy đó. Đây là xong. Dùng như đây cho gỡ mail nè, cho ANS nè, thấy chưa? Chúng ta sẽ sell thôi. Vậy thì xong, chúng ta chọn yes. Rồi chúng ta sẽ thử lại coi nó có bị chúng ta sẽ chạy còn cái web nó có bị không tin tưởng không nha. Ví dụ đây chúng ta sẽ gõ mail.phuong.nguyenloc nè. Đây. Gọi HTTPS nha các bạn. WKA đúng không? Đấy.
nó không có báo là address nữa các bạn. Đây là hoàn toàn public, share đàng hoàng. Các bạn có thể view là less than rip more information, còn view share đó, share common name chính là cái RAM memory vừa nãy chúng ta chọn ở trong cái server. Và đây là share nữa các bạn thấy không, những cái ID name là chúng ta cần để cấu hình. Cái bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cái Mailflow á, rồi mình ta sẽ nói tiếp vấn đề là cấu hình Outlook layer. Rồi tại đây á, các bạn thấy cái lúc sẵn đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách gõ redirect luôn. Thì hiện đây chúng ta cần á, đối với user chúng ta á, như vậy thì bài lắp đến đây như vậy là đã xong. Thì admin sẽ hướng dẫn bổ sung cho các bạn là cái hướng dẫn cấu hình cái này chuyển thành cái user. Họ không có lúc nào họ cũng nhớ là gõ https rồi 2.sạc mail.com sẽ OVKA gì rất là bất tiện. Mục tiêu của người dùng bây giờ người ta phải gõ là gì, gõ mail.phuongnguyenblog.com, gõ vậy nè, nó sẽ tự động ra cái redirect về đó. Rồi mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn cái đó luôn nha. Như vậy thì cái này sẽ bổ sung thêm cái này luôn đi, là cái gì, cấu hình từ redirect OK cấp A chưa, tức là từ HTTP chuyển về cái HTTPS này, đơn giản đó các bạn, 1 phút 30 giây. Rồi mục tiêu nãy nói rồi ha, bây giờ để làm đó chúng ta đóng, chúng ta quay lại cái ADS nè. Rồi tại đây thì sẽ tạo một cái folder ha, để mình làm một cái redirect. Ví dụ như mình sẽ tạo một cái folder để chứa cái mail, các bạn phải tạo một cái mail.phuongnguyenblog.com. cái đây thì các bạn tạo cho tổ chức của các bạn ha. Rồi tại đây chúng ta sẽ new một cái website là website, được chưa? Bây giờ chúng ta gõ là mail.phuongnguyenblog.com, tổ chức của các bạn á, mail chấm tên công ty domain các bạn, rồi gõ vô cái Phương Nguyễn, được chưa? Rồi tại đây nè các bạn gõ mail.phuongnguyen, quan trọng cái này phải gõ đúng nha các bạn, đúng cái hotname, được chưa? Đó, ok, như vậy là chúng ta tạo xong cái web rồi. À, cái này tên không đúng, Phương Nguyễn mình lóc blog org. Rồi xong, tại đây nè các bạn nhìn thấy không, chỉ về lát nè, chúng ta click vào về lát thì mục tiêu ở đây nè, ở đây các bạn nhìn thấy không, khi gõ thì chúng ta sẽ đi lát vào đây, rồi chúng ta sẽ thay vì user bắt user gõ thì chúng ta làm cho user luôn, được chưa? Đây nè, họ để nè, để cho cái bàn nè các bạn nào, chúng ta apply, được chưa? Như vậy là xong. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại cái OVKA đây, nó chạy đúng cái CI kia là nó ok, không bà đâu, CI ok, đọc view nè, ok chưa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ test lại đó, cần đi restart cái default website cấu hình nha. Rồi chúng ta sẽ chạy bằng cái Revit kia ha, Revit cho nó chắc cú. Rồi chúng ta sẽ gọi thử mail.phuongnguyen nè, không gọi ăn bình thường, mail.phuongnguyenblog.com Access deny. À, à, từ từ để tôi kiểm tra lại các bạn. Ghi gõ à, không phải mà lóc gõ nó vô đây về rất Phương Nguyễn OVKA OVKA. Từ để reset cái này, từ từ để admin kiểm tra vào thử đây nha các bạn. Phương Nguyễn Blog OVKA. À sai, sai rồi. Rồi xin lỗi các bạn, nãy gõ lẹ quá, gõ tên sai. mail.phuongnguyenblog.blog. Rồi xin lỗi các bạn nha, sai quá. Anh là 7 bài. Rồi chúng ta sẽ đi tag lại.
rồi nó bị sai nên không thấy được cái chữ đó, rồi hôm nay gõ lại mình phải tự tin làm chứ. Đó các bạn thấy không, có nghĩa là do tôi gõ sai chữ L trước chữ G sau đó. Rồi mail chấm phương mềm lắp chấm con như vậy là xong, bạn nghe không, ở đây thấy chưa, đã đăng nhập thôi, việc tắt group mail rồi đã lắp vậy thôi. Chủ yếu bài lắp này hướng dẫn với các bạn cái cấu hình HTML miễn phí 3 tháng rồi, đó là cái kinh nghiệm để Phương Nguyễn chia sẻ cho các bạn có thể sử dụng cái chứng chỉ số miễn phí để mục tiêu có thể làm lab hoặc là thậm chí áp dụng thực tế luôn để chúng ta chạy ha. Rồi nhưng mà đối với tổ chức doanh nghiệp á, thì chúng ta Phương Nguyễn khuyên các bạn nên mua từ cái mấy cái public trust root, ví dụ như là của VDSide, SL hoặc là GFox, Komodo rồi Symantec ha, nó rẻ lắm, nay cũng không nhiều mà cách đó nó mua thì rất là nhiều chỗ để bán, ví dụ như mua SL rồi nhất nghệ nhân hòa nhân văn. Rồi bài lắp hôm nay cũng ngắn gọn thôi, cũng xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích cho các bạn thì hãy cho Phương Nguyễn một cái like share để có động lực làm clip sau là cấu hình mail gửi nhận ha, cái đó mới quan trọng. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.